Hi buddies. Let's move on to the next part of unit one that is grammar. Okay, so here are the archetypes. Uh, number one, real life verbs in the past, simple tense and the rules to form verb ed. Number two, use the past simple affirmative in context. Number three, talk about an event. Use adjectives describing feelings and verbs in the past. À, mục tiêu hôm nay của chúng ta đó là chúng ta sẽ làm được một số việc sau. À, sau khi học bài tân nhân rồi, chúng ta có thể nhận ra được các động từ ở trong thì quá khứ đơn và các cái quy tắc để hình thành đuôi -ed. Uh, sử dụng thì quá khứ đơn ở dạng khẳng định ở trong cái hoàn cảnh khác nhau uh, nói được một sự kiện sử dụng các tính từ miêu tả cảm xúc và thì quá khứ của động từ v thì vấn đề ở đây là sau khi bài này chúng ta sẽ kết hợp giữa bài một phần vocabulary và bài 2 phần grammar để chúng ta nói về một sự kiện uh, ở đây nó sẽ ở mức độ cao hơn một chút so với cái bài một ở phần uh, từ vựng Chúng ta chỉ đang nói các câu đơn giản cho các tình huống đơn giản. Nhưng với bài 2 này thì chúng ta ở mức độ cao hơn để chúng ta kể một cái sự kiện nào đó. Ok, so this is lottery. Đây là số số đúng không nhỉ? So the first question is Is there lottery in your country? Có một cái loại số số nào trong đất nước bạn không? Chúng ta nhìn thấy là số số là một hình thức rất là phổ biến. À, vừa là giải trí, vừa là tìm cơ hội làm giàu đúng không nhỉ? Uh, so the answer is yes. there are two types in vietnam including regular lottery and viet lot lottery chúng ta có hai cái loại, uh, phổ biến. Đó là số số, kiến thiết và, và số, số okay so the second question do you think it is a good idea to buy tickets why or why not chúng ta có nghĩ rằng là nó một ý kiến ý tưởng hay khi mà chúng ta mua một cái vé số số không à, tại sao hoặc là tại sao có và tại sao không ở đây cô sẽ đưa ra hai cái lý do uhm, đưa đưa ra hai cái câu trả lời có thể là có hoặc không tùy thuộc vào chúng ta à, uh, chúng ta nghĩ là nó tốt thì là nó tốt mà nó nghĩ là nó không tốt thì là không tốt và chúng ta sẽ đưa ra lý do ví dụ như cô cô sẽ trả lời là yes tất nhiên rồi because you may have a chance to better your life without working too hard Tất nhiên rồi bạn có thể cải thiện cuộc sống của mình nữa nhỉ Tức là làm cho cuộc sống của mình tốt hơn Mà không phải làm việc quá sức Hoặc là nếu như chúng ta nói là không, nó không tốt Thì chúng ta có thể nói như sau No, it's a waste of time and money Because you never win anything Sẽ rất là lãng phí thời gian và tiền bạc Để chúng ta chơi sổ số, số bởi vì là chúng ta sẽ Không có thắng được đâu Chúng ta nhìn thấy là những người sổ số, số chơi thì rất là ít người thắng có những người thắng và nếu như họ thắng thì thắng rất đậm và thường thường là nó sẽ đổi đời đúng không nhỉ hôm nay chúng ta sẽ chủ đề chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ và một cái chủ đề mà chúng ta có thể bàn đến đó là về lottery chúng ta sẽ đọc một cái bài đọc liên quan đến lottery Okay, so read the text. Nhiệm vụ chúng ta bây giờ là hãy đọc cái bài đọc hiểu này. Are all lottery winners happy? Thế mọi người mà thắng số số, trúng số số thì có vui không? Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài, à, chúng ta sẽ đọc nhẩm và sau đó thì chúng ta sẽ tìm ra ý chính của bài nhé. Chúng ta sẽ dùng 2 phút để chúng ta đọc và sau đó chúng ta tìm xem cái thông tin mà chúng ta cần tìm để trả lời câu hỏi là ở chỗ nào. Vậy chúng ta nhìn thấy là với cái bài này thì cái thông tin chúng ta cần tìm đó là YES. They felt delighted for a short time but soon returned to normal And Đây là câu trả lời và chúng ta có thể tìm thấy thông tin ở đoạn này uh, Chúng ta có thể nhìn thấy đây uh, The winner felt delighted for a short time but after that they ha their happiness returned to normal Levels Đó Đầu tiên thì họ cảm thấy rất là hào hứng rất là phấn khởi, rất là hạnh phúc đúng nhờ nhưng sau đó thì chỉ một chút thôi chỉ một thời gian ngắn thôi là họ, cái cảm xúc họ sẽ quay trở lại bình thường thì đấy là cái câu trả lời cho cái phần uh, câu hỏi are all lottery winners happy okay so what you need to do next is underline the simple forms in the text how many are there vậy chúng ta cùng nhau đọc và sau đó thì tìm xem là có những động từ nào mà động từ được dụng thì quá khứ nhá last weekend somebody bought a lottery ticket Chose all the correct numbers and won millions. Ở đây chúng ta nhìn thấy là có động từ đầu tiên, đấy là động từ bought. Uh, chose và one. won. Hey, chúng ta nhìn thấy là đã có ba động từ rồi đúng không nhỉ? How lucky or maybe not. In the 1970s, scientists at the University of Illinois Studied lottery winners and compared their levels of happiness with other people. ở trong câu này thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta có một số động từ. Chúng ta có động từ sao? Đó là studied, uh, compared. The results were interesting. Chúng ta có động từ tiếp theo là động từ were. The winners felt delighted for a short time, but after that. Their happiness returned to normal levels. À ở đây chúng ta sẽ có tính từ à động từ felt. This uh, la thuật này không phải là một uh, động từ nhé. Nó là cái đưa đi nhưng nó là một tính từ. Uh, returned. Okay. Uh, a similar study by the University of California in 2008 gave the same results. Sẽ có động từ, đó là động từ they looked at lottery winners six months after their win and found completely normal levels of happiness. And for a few unlucky people, a huge lottery win was the start of major problems. Ở đây chúng ta nhìn thấy là có động từ looked. Ở đây cô hai câu. Found. Um, chúng ta có thêm một động từ nữa đó là động từ was. Alec taught, for example, one thirteen million dollars in one thousand nine hundred ninety. Chúng ta có động từ one. He stopped working, spent the money quickly, and had terrible arguments with his family, and. friends chúng ta nhìn thấy là ở đây có động từ stopped Động từ spanned, Động từ had Đó là chúng ta nhìn xem được bao nhiêu từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15 and 16. Chúng ta có tất cả 16 động từ đúng không? Nhỉ? À, chúng ta nhìn thấy là ở đây các cái động từ này thì có những động từ ở dạng có quy tắc ví dụ như động từ returned chúng ta chỉ việc thêm đôi đê vào thôi hay là looked hay là động từ stopped tuy nhiên có những động từ bất quy tắc ví dụ như động từ bought chose won were kept okay, felt đó đó là những động từ không bất quy tắc tức là chúng ta không có thêm đôi đê thì chúng ta gọi là bất quy tắc Okay, chúng ta cùng nhau nhớ lại một chút về phần thì quá khứ đơn xem người ta sử dụng thì này như thế nào ok tense reminder part simple đây là chủ thời gian this is a timeline and here is the past we have past present and future so you can use part simple For a finished action in a finished term, period or moment. Chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ để diễn tả một hành động đã hoàn thành rồi trong một khoảng thời gian đã xảy ra trong quá khứ. Hoặc là một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ. Okay, for example, we went to Tokyo in 2020. Um, chúng tôi đi đến Tokyo vào năm 2000 mươi và chúng ta nhìn thấy là năm 2020 là một mốc thời gian trong quá khứ và chúng ta đã đến đầu rồi đúng không nhỉ? Cái hành động mà when to này nó thể hiện là hoàn thành đã đến và đã đi về rồi. Ok, the second example, I visited my best friend two days ago. Tôi đi thăm bạn của tôi cách đây hai ngày. Chúng ta nhìn thấy là visited. Cách đây hai ngày thì cái việc đó đã hoàn thành rồi. And the last one, she was in the stadium yesterday. Hôm qua cô ấy đã ở sân vận động. Ở đây chúng ta có từ yesterday hay là was nó thể hiện ở thì quá khứ. với cái thì quá khứ đơn này thì chúng ta nhìn thấy là cái hành động mà kết thúc ấy nó được thể hiện là một năm cụ thể này. Một cái ngày cụ thể hoặc là một cái thời điểm. Ví dụ như là chúng ta có một cái từ yesterday đây là từ mà phổ biến thì quá khứ đơn. Là two days ago chúng ta sẽ sử dụng cái số ngày hoặc choose months ago. Cái từ ago câu là từ điển hình của thì quá khứ đơn và in có một năm trong quá khứ cũng là một dấu hiệu của thì quá khứ đơn. Okay, so take a look at the table. Chúng ta sẽ nhìn vào cái bảng biểu này thì chúng ta nhìn thấy là với động từ thông thường thì chúng ta có hai loại, một là regular and irregular. Động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc. Với động từ có quy tắc thì chúng ta sẽ sử dụng động từ thêm đuôi ed. Và bất quy tắc thì chúng ta nhớ là nó sẽ ở cột 2 trong bảng động từ bất quy tắc. Chúng ta sẽ tra ở trên mạng, chúng ta có thể đánh là irregular verbs và nó sẽ có một cái table, một cái bảng biểu mà trong đó có tất cả các động từ bất quy tắc. Chúng ta kể sử dụng nó và nó chính là ở cột 2 trong bảng động từ bất quy tắc. Với động từ be thì chúng ta chú ý là với ngôi I, he, she, it thì người ta sẽ dùng động từ was. Và với ngôi you, we, they và các danh từ số nhiều người ta sẽ dùng động từ were, chúng ta chú ý là chúng ta sẽ đọc là was, were. OK, for example, you, you dropped this wallet. Chúng ta nhìn thấy đây là động từ có quy tắc. OK, he ate a lot of hamburgers. Động từ ate là động từ quá khứ của động từ eat. Do đó, đó, chúng ta nhìn thấy là ở đây cô đang lấy ví dụ một động từ có quy tắc và một động từ bất quy tắc. OK, uh, next one, they were very hungry. Họ rất là đói bụng. Chủ ngữ là they, do đó chúng ta sẽ dùng were. I was there with my family. Tôi ở đó với mẹ của tôi. thì chúng ta chú ý là với động từ to be thì chúng ta có thể dịch các nghĩa như sau. Uh, đó là chúng ta có thể dịch là ở ở ví dụ chúng ta miêu tả là tôi ở đó với mẹ của tôi Với gia đình của tôi. I was there. thì ở chúng ta có thể là thì ví dụ tôi thì mệt chẳng hạn thì chúng ta có thể miêu tả là i was tired tôi rất mệt hoặc là tôi thì thấp chẳng hạn đúng không i i i am short nên chúng ta dùng quá khứ chúng ta chúng ta nói là khi tôi còn là một đứa bé thì tôi rất là bé nhỏ chẳng hạn khi tôi còn còn nhỏ thì tôi rất là gầy chúng ta có thể nói là i was thin when i was small vậy thì lúc này chúng ta nhìn thấy là chúng ta có thể dịch là thì hoặc là là vậy nên chúng ta miêu tả ơ uh, nghề nghiệp ví dụ như thế tôi là giáo viên. Uh, cách đây 5 năm tôi là giáo viên chẳng hạn. I was a teacher five years ago. Vậy thì hoặc là khi chúng ta ra trường cấp 3 rồi thì chúng ta quay trở lại chúng ta nói là cách đây một năm thì tôi là học sinh cấp 3 chẳng hạn. I was in high school. When Ok um, okay, I was uh, in high school one year ago. Vậy thì đấy là cái cách để chúng ta có thể diễn đạt với cái từ to be này chúng ta sẽ dịch là ở thì là tùy vào từng từng hướng khác nhau. Okay, so let's move on to next part that is uh, you're gonna know something related to the past tense, uh, the rules here from A to D. Chúng ta sẽ nhìn xem là những cái quy tắc gì người ta đề cập đến ở trong phần learn this. Uh, thì quá khứ đơn ở dạng khẳng định affirmative là khẳng định nhé. thì chúng ta có we form the past simple for of regular verbs by adding ed to the infinitive. Uh, cái quy tắc này thì chúng ta vừa mới nói với nhau rồi đó là người ta hình thành cái thì quá khứ đơn bằng cách là người ta thêm đuôi ed vào đằng sau một cái động từ nguyên thể. ví dụ, want wanted, talk talked, uh, want wanted và talk uh, nói, đúng không ạ? chúng ta thêm đuôi ed vào chúng ta đọc là talked. Okay, uh, the rule number two, there are some rules about spelling changes. chúng ta sẽ có một số cái thay đổi như sau drop, dropped dropped à, chúng ta nhìn thấy động từ drop thì chỉ có cái từ bằng đôi p thôi nhưng mà chúng ta nhìn thấy là người ta nhân đôi p lên và sau đó mới thêm đôi ed à, cái cái quy tắc gì chúng ta rút ra ở đây đó là chúng ta chú ý như sau à, với các động từ có một âm tiết và có duy nhất một nguyên âm và kết thúc bằng một phụ âm thì chúng ta sẽ phải nhân đôi phụ âm cuối à, quy tắc số hai để mary married, married. À, với động từ Mary này thì chúng ta nhìn thấy là người ta chưa vội thêm đuôi ed, thay vào đó người ta chuyển y dài thành y ngắn và thêm đuôi ed. Thì quy tắc số 2 này cho chúng ta thấy rằng khi một động từ kết thúc bằng y dài cộng với một phụ âm thì chúng ta phải chuyển y dài thành y ngắn rồi thêm đuôi ed. Ok, quy tắc thứ ba chúng ta nhìn thấy là động từ move moved. Cái quy tắc này nó cho thấy chúng ta thấy là với động từ mà đã có sẵn đuôi e rồi ý cái này gọi là ai chúng ta chỉ đọc là move, âm V là âm cuối cùng thì chúng ta chỉ về thêm đuôi d thôi chúng ta không cần phải thêm đuôi ed nữa do đó ở đây chúng ta có ba cái quy tắc này tuy nhiên ở phần cuối bài thì cô sẽ cho cung cấp chúng ta thêm hai quy tắc nữa để chúng ta hiểu rằng là um, nó sẽ có một số tình huống đặc biệt hơn nữa ok uh, some verbs have irregular past simple forms một số động từ thì có ở dạng bất quy tắc thì cô vừa nói rồi, ví dụ như động từ win chuyển thành won đúng không nhỉ? Hay là go went, begin began, leave left, take took. Thì đây là những cái động từ mà người ta không có theo quy tắc nào cả, chúng ta phải học thuộc lòng thì chúng ta mới có thể chia được động từ đúng. Còn nếu như chúng ta không học thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ không thể có được cái động từ đó ở dạng quá khứ đơn. Đúng. Ok, the rule D. The past simple of the verb be has two forms, singular and plural. Was or were. Chúng ta nhìn thấy với riêng động từ to be thì người ta sẽ có hai dạng đó là ở dạng số ít và số nhiều. Với số ít thì chúng ta sẽ dùng là was. Với số nhiều thì chúng ta dùng were. Chúng ta chú ý là chúng ta sẽ đọc là was và were. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đưa các cái động từ ở hoạt động số 3 vào các cái nhóm 4 này. Chúng trước thấy là adding ed to the infinitive, spelling changes, irregular verbs and verb be. Uh, ở đây chúng ta sẽ cùng nhau dành 2 phút để làm và sau đó chúng ta sẽ check kết quả nhé. Cô sẽ dành cho chúng ta 2 phút để làm. Ok, here is the result. Đây là cái kết quả mà chúng ta nhìn thấy là uh, với động từ mà chỉ thêm đôi đen thì chúng ta có hai cái động từ đó là returned và looked. Với động từ mà có sự thay đổi về cách viết thì chúng ta nhìn thấy là studied là động từ study và nó là phụ âm cộng với y dài chúng ta sẽ chuyển y dài thành y ngắn và thêm đuôi đúng không? Compared thì động từ compare nó đang chỉ có động từ nó đã có sẵn e rồi giờ chúng ta sẽ không thêm một e nữa chúng ta chỉ việc thêm d và stopped thì chúng ta nhìn thấy là động từ này chỉ có uh, nó là động từ có duy nhất một nguyên âm và kết thúc bằng một phụ âm chúng ta thêm e d và chúng ta nhớ này nhớ đó làm người ta ví dụ động từ này động từ talk thì chúng ta có nhân đôi k lên không thì chúng ta sẽ không nhân nhé lý do là bởi vì này này chúng ta chú ý là cái nguyên âm này phải kẹp giữa hai phụ âm chứ nếu như mà chỗ này thì nguyên âm nó lại đứng sau nó là có những hai phụ âm nữa rồi thì không được phép Thì do đó chúng ta chỉ thêm đôi ad và thôi chứ chúng ta không nhân ca thêm lần nữa đó là cái chú ý mà cô muốn, muốn chúng ta lưu ý là nó phải có một nguyên âm và kẹp giữa hai phụ âm khi okay, với động từ irregular verbs với những động từ bất quy tắc thì chúng ta có động từ had đó là quá khứ của động từ have, bought nó là quá khứ của động từ buy, chose quá khứ của động từ choose, won quá khứ của động từ win, fought quá khứ của động từ feel, gave quá khứ của give, spent quá khứ của spend và found quá khứ của động từ find. Các chúng ta cùng nhau xem lại các cái động từ chúng ta vừa học có những động từ nào và ở đây cô đã chia nó thành hai bảng một bảng động từ có quy tắc đó là, là regular verbs và bảng thứ hai là bảng động từ irregular verbs thì chúng ta nhìn thấy là với tất cả các cái động từ này thì cái quy tắc đấy là chúng ta sẽ phải đọc id cho nó chính xác ok for example look looked study studied stop stopped died died move moved compare Compared. Agree, agreed. Enjoy, enjoyed. Realized, realized. Drop, dropped. Okay, we don't do irregular verbs. Don't do feel, felt. Leave, left. Spend, spent. Have, had. Give, gave. Win, won. Begin, began. Go, went. get, got. Say, said. Okay, so the next activity is complete the text with the simple form of the verbs in the brackets. Chúng ta sẽ cùng nhau điền cái động từ này ở thịt quá khứ uh, Vậy thì ở đây tất cả những động từ này là rất là đơn giản Vì chúng ta chỉ cần nhớ lại xem là chúng ta đã học cái động từ này ở quá khứ nó được chia như thế nào Còn lại thì chúng ta không phải suy nghĩ xem là nó phải chi hiện tại hay là uh, hiện tại tiếp diễn hay là quá khứ đơn đúng không nhỉ Thì nó khá là dễ dàng với chúng ta Ok, just recall your memory Ok, so number one In 2002, 19-year-old British refused collector Michael Carroll and his family delighted when he did out $9.7 million in the lottery. Uh, ở đây chúng ta sẽ sử dụng động từ này ở quá khứ, đó là chúng ta sẽ sử dụng động từ to be ở quá khứ ở dạng were. Vì sao lại ở dạng were? Bởi vì chúng ta có Michael Carroll and his family, đó là ít nhất là hai người đúng không nhỉ? Uh, ở đây động từ win chúng ta sẽ đi đến quá khứ đó là won. He donated uh, millions of pounds to charity and to friends and relatives. Ừ, Chỗ này chúng ta sẽ chia động từ give ở trong quá khứ đó là gave. He also spent thousands on loud all-night parties and over the next few years he did got into trouble with the police several times. Ở đây chúng ta có động từ um, spanned. Chúng ta sẽ thiếu quá khứ đó là spent. Chúng ta có động từ get. Quá khứ của nó sẽ là got. Uh, động từ... Tiếp theo chúng ta nhìn xem chúng là gì. His wife sent her to cross and upset and to leave. Chúng ta nhìn thấy là động từ ở đây sẽ hợp với his wife là danh từ số so ít. Đó, đó chúng ta sẽ chia ở động từ tư bia là số so ít. Đó là was. Uh, động từ DECIDE là động từ thuộc dạng có quy tắc và chúng ta sẽ sử dụng đấy là DECIDED. Uh, động từ HAVE chúng ta sẽ chia ở quá khứ của HAVE đó là HAD, nó chỉ có một dạng thôi nhé, HAD. Uh, and in 2010, he did not work as a refuse collector again. I'm just glad it's over, he did not. Say. Ở đây chúng ta sẽ chia động từ quá khứ, động từ begin là began và động từ say là sad. Vậy thì tất cả những động từ này thì nó không có khó, là cái bài này không có khó. Vấn đề là chúng ta sẽ nhớ lại xem những động từ này nó ở quá khứ như thế nào để chúng ta chia nó đúng. Ok, so the next activity complete the sentences with the adjectives below and the part simple or form of the verbs in practice. Cái bài này thì chúng ta sẽ phải làm hai việc. Một là chúng ta sẽ chia động từ ở thì quá khứ và thứ hai là chúng ta sử dụng một cái tính từ để điền vào cái vị trí cùng với động từ để sao cho cái câu có ý nghĩa. À, vậy thì chúng ta sẽ không phải suy nghĩ gì nhiều, cái quan trọng nhất là chúng ta nhìn xem cái động từ đó nó là có quy tắc hay bất quy tắc. À, chúng ta xem chủ ngữ với với động từ be chẳng hạn thì cái chủ ngữ là suy ít hay số nhiều ở câu số 1 này là example rồi là ví dụ rồi người ta đang chia như sau Sandra Carol felt upset. đúng không và chúng ta sẽ lấy là người ta sử dụng động từ upset tính từ upset đây, này người ta đưa vào và felt upset cảm thấy rất là buồn. Spent người ta chia thành spent. À, tiếp theo là chúng ta nhìn thấy Spencer là ngôi thứ ba số ít rồi chúng ta sẽ chia động từ to be ở ngôi thứ ba số ít đó là was. Uh, he dropped Thì đây là động từ có quy tắc Do đó chúng ta sẽ nhân đôi ED Nhân đôi P lên trước khi thêm đôi ED Chúng ta có động từ dropped uh, Với best cũng tương tự như thế Best là danh từ số ít Cho nên chúng ta sẽ để động từ to be ở dạng số ít Đó là was Và động từ she Quá khứ của win sẽ là won uh, I feel Chúng ta sẽ dùng quá khứ của feel Đó là felt A bit, the man say, quá khứ của say sẽ là sad. I got, quá khứ của get sẽ là got. Uh, và chúng ta nhìn thấy là động từ talk là động từ có quy tắc, rồi chúng ta sẽ để là talked. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điền các cái tính từ này vào các chỗ trống còn lại. Uh, ở đây là Spencer cảm thấy thế nào đó khi mà anh ấy đánh rơi tiền ở trên sàn nhà của cửa hàng Vậy chúng ta nhìn thấy là khi chúng ta đánh rơi cái gì đó nó thể hiện sự hậu đậu đúng không nhỉ? Sự thiếu cẩn thận Và do đó chúng ta có thể sử dụng một tính từ đó là embarrassed uh, number 3, số 3, chúng ta nhìn thấy là Bao cảm thấy thế nào đó khi mà anh ấy uh, giành chiến thắng trong cuộc thi Vậy thì chúng ta nhìn thấy là khi chúng ta giành thắng lợi hoặc là chúng ta thắng cuộc Thì chúng ta thường có cảm xúc đó là uh, rất là vui, đúng không nhỉ? Vậy chúng ta sẽ dùng tính từ đó là delighted Ok, uh, tôi cảm thấy thế nào đó, một chút một chút gì đó uh, Khi mà một người đàn ông nói rằng anh ấy là một, một triệu phú Vậy thì ở đây là khi mà nói đến một triệu phú thì chúng ta có một số tính từ như broad, uh, suspicious, nghi ngờ, đúng không nhỉ? buồn chán, nghi ngờ Vậy chúng ta sẽ còn, uh, chúng ta có thể là không thể nói là buồn chán Bởi vì là nghe tên anh một triệu phú thì là một cái tính từ đấy, tính từ nghi ngờ Chúng ta có thể là a bit suspicious, À, câu cuối cùng đó là tôi cảm thấy hơi hơi thế nào đó bởi vì Dan đã nói với tôi về cô bạn gái mới cả một buổi tối đúng không nhỉ? Tức là khi nói một vấn đề cả một buổi tối chỉ nói về một vấn đề thì người ta sẽ cảm thấy rất là chán đó, bởi vì nó không có sự thay đổi thông tin. Do đó chúng ta có thể sử dụng tính từ đó là bored. Okay, so the last activity that is speaking. Những cái hành động, cái cái, cái cái hoạt động cuối cùng của chúng ta đó là phần nói. Um, work in groups. Đây là phần làm việc theo nhóm. Chúng ta sẽ phải làm việc theo nhóm. Tell your classmates about a time when you had these feelings. Use the past simple. chúng ta sẽ phải nói về một cái khoảng thời gian, tức là một cái sự kiện nào đó trong cuộc đời chúng ta mà chúng ta có tất cả các cái cảm xúc, cung bậc cảm xúc như này. Đầu tiên đây là anxious, lo lắng, confused, bối rối, crushed tức giận, excited hào hứng, shocked sốc và upset là buồn. Vậy chúng ta nhìn thấy là ở đây chúng ta sẽ phải kể một câu chuyện mà trong đó có phần uh, có nhiều kinh mục cung bậc cảm xúc khác nhau và có lẽ là chúng ta sẽ sẽ là cái cảm xúc đầu tiên là có thể là buồn, có thể là bối rối, có thể là lo lắng và cuối cùng là excited tức là cảm xúc nó được gọi là cái câu chuyện chúng ta sẽ cởi bỏ sẽ được thắt nút bằng cái tính từ cuối cùng là cái tính từ excited. À, cô thì cô nghĩ như thế nhưng chúng ta có thể nghĩ đến những câu chuyện nó gây cấn hơn hoặc là nó hấp dẫn hơn. tuy nhiên đây là một cái bài mà uh, cô viết cô viết nó là một cái trải nghiệm thực tế của cô và cô nghĩ rằng là chúng ta có thể follow nó chúng ta có thể biến tấu nó chúng ta có thể sử dụng các tính từ hay hơn Các câu nó phức tạp hơn hoặc là đơn giản hơn để chúng ta diễn tả cái cái câu chuyện của mình. Yeah, okay, so let's read my story. Uh, it was the last day of the school year when I was in grade one. My teacher gave me a present with a certificate for being an excellent student. I was shocked because I was not good enough to receive this honor. Sitting next to me, my friend was upset and confused as she was good but received nothing. She looked crossed when seeing me got one. Immediately, she asked the teacher to check if there was anything wrong with the reward. The teacher took a look at the list and knew it was a mistake. Finally, the teacher decided to give me the certificate and my friend the present. I was excited and promised myself to work harder. In the future to deserve what I was presented. Ok, đây là câu chuyện đó là đó là vào năm lớp 1 đúng yeah, không? Uh, giáo viên của tôi tặng tôi một cái um, cái, cái giấy khen rồi như một cái chứng chỉ người ta gọi là cái giấy khen uh, vì là là một học sinh giỏi. Uh, tôi sốc tôi sốc bởi vì tôi biết rằng tôi không đủ giỏi để có thể nhận được cái 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 cái, uh, cái sự um, cái vinh dự này ngồi bên cạnh tôi thì đó là một người bạn đang rất là buồn và cảm thấy rất là bối rối bởi vì là cô ấy không nhận được cái gì cả mặc dù cô ấy là một học sinh giỏi cô ấy nhìn rất là bực bội và khi mà tôi nhận cái phần thưởng ngay lập tức thì cô ấy đi đến giáo viên và hỏi là có vấn đề gì sai sai đối với cái việc nhận phần thưởng không và giáo viên thì phải nhìn lại dưới danh sách học sinh giỏi đúng không nhỉ? và biết rằng đó là một cái lỗi lớn cuối cùng thì giáo viên sẽ đưa ra một quyết định đó là tặng tôi chiếc giấy khen và bạn ấy thì có món quà tôi rất là hào hứng và tự hứa với lòng mình là sẽ học hành chăm chỉ hơn để xứng đáng với những gì mà tôi được trao tặng ngày hôm nay đây là một câu chuyện mà chúng ta có thể tham khảo nó bao gồm tất cả các tính từ và rất nhiều cung bậc cảm xúc trong trong cái uh, uh, yêu cầu của bài đầu bài, và Chúng ta có thể uh, viết một câu chuyện hay hơn như thế, hoặc xúc động hơn như thế, hoặc là giàu hình ảnh hơn như thế. Chúng ta cùng nhau đi vào phần tổng kết của bài. Uh, chúng ta sẽ tập trung vào các cái quy tắc cho động từ thêm um, ở trong dạng quá khứ. Uh, đầu tiên thì chúng ta nhìn thấy là uh, chúng ta sẽ phải thêm -ed vào trong các động từ có quy tắc. Ví dụ như want chúng ta sẽ chuyển thành wanted và need needed. Với một số động từ thêm đuôi AD này thì chúng ta sẽ có một số cái spelling changes những cái thay đổi ở trong cách viết. Cái quy tắc đầu tiên cô sẽ nói đến đó là nếu như chúng ta có duy nhất một âm tiết và cái âm tiết đó lại có duy nhất một nguyên âm và kết thúc bằng một âm thì chúng ta sẽ phải nhân đôi phụ âm cuối. Ví dụ như động từ drop dropped, stop stopped. Quy tắc thứ hai đó là nếu như mà động từ đó có một phụ âm cộng với y dài Chúng ta nhớ là phụ âm cộng với y dài Thì chúng ta sẽ phải chuyển y dài thành y ngắn và thêm đuôi ed Ví dụ như động từ marry, married, carry, carried Cái thay đổi tiếp theo nữa đó là nếu như động từ có sẵn e thì chúng ta chỉ việc thêm d thôi Ví dụ như động từ smoke, smoked, move, moved quy tắc thứ tư đó là quy tắc này là khá là mới cô chưa đề cập ở trong bài bài giảng lý do là bởi vì uh, cô muốn chúng ta uh, xem kỹ hơn ở phần cuối chúng ta nhìn thấy là ở đây là với những động từ có hai âm tiết và trọng âm thì rơi ở âm thứ hai và âm thứ hai này lại có duy nhất một nguyên âm và kết thúc bằng một phụ âm thì chúng ta sẽ phải nhân đôi phụ âm cuối chúng ta nhìn thấy ví dụ như động từ upmeet thì chúng ta sẽ là admitted. Chúng ta thêm đuôi t nữa và thêm ed. prefer uh, preferred. preferred. Uh, một loại động từ đặc biệt hơn nữa đó là động từ kết thúc bằng đuôi c thì chúng ta chú ý là chúng ta sẽ không thay đổi gì cả nhưng chúng ta phải thêm k và ed. Ví dụ như động từ panic chúng ta sẽ chuyển sang quá khứ sẽ là panicked. Chúng ta thêm đuôi ed vào k ed. Uh, picnic picnicked với động từ ở dạng bất quy tắc chúng ta chú ý nó sẽ phải là các động từ ở cột số 2 trong bảng động từ bất quy tắc và chúng ta sẽ phải học thuộc lòng không còn cách nào khác nhà ví dụ như là take chúng ta chuyển thành took go went một loại động từ đặc biệt hơn nữa đó là động từ to be thì chúng ta chú ý là chúng ta sẽ có hai loại to be đó là to be dành cho số ít với i i he she và it chúng ta sẽ dùng was và You, we, they, chúng ta dùng were. Một phần nữa chúng ta cần tập trung vào phần này đó là cách phát âm đuôi -ed. Với cách phát âm -ed thì chúng ta chú ý là với động từ kết thúc bằng đuôi -t, t thì chúng ta sẽ đọc là it Ví dụ như needed, wanted. Với động từ kết thúc bằng đuôi -k thì chúng ta sẽ phải tập là t ví dụ như là wash washed watch watched, watched với động từ các động từ còn lại thì chúng ta sẽ um, sẽ đọc là t ví dụ như là leave leave, play played ở đây là các cái quy tắc mà chúng ta sẽ phải học để chúng ta phát âm cho chính xác ở cái đuôi đi và chúng ta lưu ý một điều rằng đó là trong tất cả các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hoặc là các kỳ kiểm tra trên lớp thì đuôi id là một trong số các đuôi mà các thầy cô rất là chú trọng để kiểm tra thường là yêu cầu đầu bài sẽ là chọn một từ có cách phát âm khác các từ còn lại và người ta sẽ gạch chân cái đuôi id thì đây là một cái bài rất 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 cơ bản và chúng ta cần phải nắm được cô hy vọng rằng với bài này thì chúng ta sẽ đạt được tất cả các mục tiêu mà chúng ta đề ra ở phần uh, đầu tiên đó là phần of tips cái thứ quan trọng nhất đó là chúng ta có thể tạo ra được sản phẩm đó là kể lại được một câu chuyện sử dụng các động từ ở thì quá khứ và các tính từ chỉ cảm xúc cảm ơn các em đã chú ý theo dõi <laughs>